Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với TNC Channel. Khi thị trường các đồ họa ngày càng rẻ, ai cũng có thể sở hữu những mẫu cảm có hiệu năng khủng, thì nhu cầu sử dụng những mẫu màn hình cao cấp ấy thì lại ngày càng tăng cao. Không còn là một cái tiêu chuẩn Full HD để có thể chơi game, mà hiện tại 2K mới thực sự là một cái sự lựa chọn vô cùng hấp dẫn. Và ngày hôm nay các bạn hãy cùng ngồi xuống đây, cùng TNC Channel tìm hiểu về một mẫu màn hình mà mình nghĩ rằng là cực kỳ ấn tượng dành cho mọi người. Đó chính là LG 27GR75Q chuẩn bị được ra mắt. Và ngay từ cái tên ý, đã biết được rằng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu nào. Các bạn có thể thấy rằng tên của nó là LG Ultra Gear, dòng màn hình chuyên sử dụng dành cho phân khúc gaming. Ngôn ngữ thiết kế trong năm 2023 của nó thì đã được thay đổi. Sự thay đổi rõ ràng nhất thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy ở ngay mặt sau, nó không còn cái họa tiết xoay tròn nữa, mà thay vào đấy thì nó sẽ được chuyển đổi sang một cái thiết kế khác có nhiều góc cạnh hơn này, làm nổi khối hơn này, và có thể thu hẹp lại độ dày của phần hình. Ở đằng sau thì cũng là một cái nơi tập trung cổng kết nối như là HDMI này, cũng như là DisplayPort. Hệ thống chân đấy đi kèm thì được trang bị đầy đủ những cái tính năng sử dụng cho game thủ. Các bạn sẽ có khả năng thay đổi góc sử dụng này, nâng lên, hạ xuống hay là xoay các hướng thì nó đều có thể đáp ứng tốt. Chân đế thì được thiết kế với hình chữ V đặc trưng của dòng Ultra rồi. Nó sẽ giúp cho khả năng bám vững ở trên mặt bàn mặc dù là cái màn hình của bạn có quá lớn hay là có nặng đi chăng nữa. Và theo truyền thống của LG ấy, thì tất cả những sản phẩm của họ thì đều được hỗ trợ ngàm V da để có thể chuyển đổi sang các hệ thống chân đế này hoặc là lắp thêm A màn hình. Và quay trở lại đến phần mặt trước, chúng ta có một không gian hiển thị rất là lớn và tối ưu. Vậy tối ưu ở điểm nào? Chúng ta sẽ có ba cạnh viền siêu mỏng, kèm với đó là một cái kích thước 27 inch, độ phân giải QHD, tấm nền IPS và tần số quét là 165 Hz. Độ trễ nó sẽ chỉ dao động là 1 mili giây GTG. Và những cái thông số rất là ấn tượng vừa rồi đi cùng với đó là khả năng hiển thị cũng như là sử dụng cực kỳ tốt. Khả năng sử dụng khi mà chơi game ấy, mình nghĩ là không cần bàn cãi quá nhiều đâu, bởi vì là khi mà chơi game thì chúng ta đâu đó sẽ chỉ quan tâm tới tần số quét cao thôi, nhưng mà thực sự trải nghiệm của các bạn sẽ được nâng cấp thêm một tầm cao mới, bởi vì là chúng ta có sự kết hợp giữa tần số quét cao và sự sắc nét khi mà chơi game đối với chiếc màn hình LG 27GR75Q này. Các tính năng hỗ trợ game thủ thì cũng được LG rất là chú trọng với Nvidia G-Sync và AMD FreeSync, có hỗ trợ thêm cả Black Stabilizer để tăng độ sáng cũng như là vùng tối, giúp cải thiện khả năng quan sát khi mà các bạn thao tác những tác vụ gaming. Và tổng kết lại, LG 27GR75Q chắc chắn sẽ trở thành mẫu màn hình tối ưu nhất trong phân khúc khi mà có thể cân bằng ổn định giữa khả năng gaming này cũng như là khả năng đa dụng. Và các bạn đừng quên đăng ký ngay trên TNC Channel để nhận được những thông báo mới nhất khi mà sản phẩm có hàng nhé.